Chào mọi người nha. Chiều nay rảnh thì câu cá lóc nè mọi người. Điểm câu ở bên qua Hòa Bình Khánh một tí đi, chạy lên khoảng 2 cây số nha mọi người. Thì đi ngang thấy cái ao rong này cũng bỏ hoang à. Êm quá, vô câu thử mọi người. Ao này nước trong là thấy khả năng có cá nhiều lắm mọi người. Chà, mày bây giờ. Cái ao nước trong này là nó dạng nước mặn mà nó để lâu năm rồi, mưa vô rồi nó làm cái nước mặn nó có lóc mưa nó đi tiêu lợ bây giờ này. Lợ này là cái gì cũng có nha, cà phê, cà rô cũng có, sạch cũng có, lóc cũng có, cá chẽm cũng có nha, nước ngọt thằng tí để thuốc cá chẽm lắm nha, lợ này có cá chẽm nó hay. Thì mình câu này sắp thức gặp cá chẽm nhiều lắm nha mọi người. À, cá chẽm này không có lớn đâu, chẽm lá thôi. Mình đi câu gần mà cá lớn cá nhỏ thì đâu có chọn lựa gì đâu, dính con nào vuông nó nha mọi người. Bây giờ mình câu rồi. Lấy cái ao dễ có cá chẽm lắm. Chó này xuống bực mình ghê, đi câu gặp mấy con chó này nè, quạo trong người. Mình cần sự yên tĩnh mà cứ nó cà nã ngay đầu mình hoài. Mình im thì hồi nó sủa, hồi nó im chứ mình lấy cây mình quơ nó, lần hồi nó làm tới làm hoài cái bầy của hồ đó, đúng là chỗ hồ thì làm nhức đầu cho nó luôn. Còn mấy cái ao nước trong này dễ có cá chẽm đó nè. Cá ăn nha mọi người, cá ăn nha. Cá bự sảy rồi trời. Sảy rồi. Ôi. Cá mới ăn đó mọi người. Trời tối rồi đó cho nên nó hơi thiếu sáng nha mọi người.
đây có khi cũng cá chẽm nè. Cá ăn mồi, cá ăn đó. Dính mồi ơi. Dính rồi nha. Đây. Đây mồi. Mấy xíu à. Ôi.